Thưa cả nhà, thông tin mới nhất mà chúng ta nhận được về thầy Thích Minh Tuệ đó là thầy đang đi tránh những đám đông và tránh những người quay phim và về thầy và tránh cái sự tập trung đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh tự cũng như là xã hội. Và càng ngày thầy càng tránh xa sâu vào trong rừng hơn ban đầu thì thầy chỉ đi tránh vào à, những cái khu à, người dân tộc ít người à, và thầy vẫn còn dễ dàng trong cái việc à, khất thực bởi vì ở đây vẫn còn người đồng bào ở đây để cho thầy à, khất thực và à, với cái sự hàng trăm người đổ xô đi tìm thầy thích Minh Tuệ cũng như là À, đi tìm về thông tin của thầy Thích Minh Tuệ thì thầy càng ngày càng à, đi xa nhiều hơn và người ta nói rằng thầy đã à, đi sâu vào rừng sâu và à, thậm chí là đi ở giáp tận đến à, sát biên giới thưa cả nhà và trong rừng sâu thì có những cái gì à, nguy hiểm đang rình rập thầy hay không? À, với Đạo Cường nghĩ trong rừng sâu có rất nhiều những cái nguy hiểm đang dập thầy Thích Minh Tuệ Ví dụ như ở dưới những cái gốc cây to thì sẽ có những cái cành khô nó mục rồi Và nó sẽ rớt bất kỳ lúc nào xuống à đầu của thầy nếu như thầy à đi nhiều ở trong rừng hay là ngồi Uh, thiền ở dưới những uh, gốc cây lớn thưa cả nhà và điều đó uh, vô cùng là uh, nguy hiểm thưa cả nhà uh, và nếu như thầy uh, cũng là đi tránh uh, chúng ta hay là đi ẩn tu những năm xưa uh, thầy cũng đã từng có những tháng ẩn tu thì uh, thầy cũng ở gần một cái khu vực dân cư nào thôi và uh, 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 để rồi thầy à, dễ dàng trong cái vấn đề à, khất thực Thế nhưng bây giờ thì à, như tin đồn Thầy đã đi à, vào rừng sâu hơn Và à, thậm chí là à, gáp cả bình giới thừa cả nhà Và một cái thông tin là à, Cũng may là trên bước đường thầy đi Thì à, có gặp những... À, à, người cán bộ kiếm lâm đã hỗ trợ cho thầy chỉ cho thầy những cái nơi mà thầy có thể ẩn náu được thưa cả nhà và hỗ trợ cho cái việc gọi là cúng dường cho thầy những cái bữa cơm để thầy ăn thưa cả nhà. Thế nhưng cái mong muốn của thầy Thích Minh Tuệ là đi bộ hành và đi khất thực khắp nơi thì rồi thầy có ở lại cái trạm kiểm lâm đó thì thầy lại cũng lên đường thầy à, đi tiếp mà thôi và à, với cái việc là à, tránh cái sự truy tìm cũng như là cái sự à, tập trung đông người và đặc biệt là cái sự truy tìm đấy thì thầy lại à, càng à, đi xa hơn nữa sâu vào trong rừng đấy, và nếu như à, người ta mà cứ truy tìm như thế thì có lẽ không bao giờ À, thầy dám xuất hiện ở ngoài khu gần dân cư. Cũng may là anh Thìn đã uh, rút uh, những cái lá đơn gửi cơ quan nhờ họ uh, đi tìm thầy, cũng như là anh Thìn uh, cũng quyết định là không có đi tìm tìm thầy nữa. Uh, và uh, những ngày qua thì chúng ta không thấy cái những cái hình ảnh người ta uh, đi tìm thầy Thích Minh Tuệ. Và nói thêm nữa cái sự nguy hiểm trong rừng đó là thầy thì thầy đi chân đất và ở dưới những cái nền đất thì có đủ loại gai góc thưa cả nhà rồi dây leo rắn rết bò cạp kín và mùa mưa thì vô cùng nhiều mũi đấy nó sẽ cắn chích thầy và sẽ làm cho thầy ở uh, uh, thì mất đi sức khỏe Bởi vì khi mà con trùng nó cắn Thì chúng ta không thể nào mà có những cái giấc ngủ ngon Cũng như là um, không thể nào uh, có những cái Uh, sức khỏe tốt được thừa cả nhà đấy và uh, thêm vào đó nữa ở trong rừng uh, thì những cái gì uh, ăn uống được là rất chi là ít và thầy sẽ phải uống nước suối cả nhà uống nước suối rừng cả nhà uh, ở trong rừng thì nó sẽ có những con suối hay là những cái vũng nước và nó sẽ không an toàn uh, nó sẽ không có đủ uh, vệ sinh thậm chí là nó sẽ gây ra À, bệnh sốt rét chẳng hạn sẽ rất chi là nguy hiểm. Ví dụ như ở khu vực dân cư mà thầy bị sốt thì có thể thầy ai đó gặp thầy sốt à, thì có thể cho thầy thuốc à, để uống. đương nhiên có những lúc thầy à, Minh Tuệ chia sẻ là à, thầy bị bệnh thì thầy cũng cứ à, để kệ nó và từ từ rồi à, nó cũng khỏi cả nhà. À, thế nhưng à, sức khỏe của con người nó cũng có một cái giới hạn mà thôi phải không cả nhà nên là à, thầy càng vào rừng và càng xa chúng ta thì cái sự uh, nỗi lo của chúng ta uh, càng nhiều phải không ạ và cũng uh, hy vọng uh, từ những cái nguy hiểm mà ở trong rừng nó có thể dẫn đến cho thầy uh, chúng ta là những người mà tôn kính thầy uh, uh, yêu mến thầy uh, phải có một cái ý thức làm sao để mà à, à, tạo điều kiện tối đa Để cho thầy à, không phải à, lánh vào trong rừng Tránh chúng ta nữa, tránh đám đông, tránh máy quay nữa Mà thầy sẽ thấy à, những cái điều, à, những an tâm, an toàn Để mà thầy à, à, đi ra à, ngoài gần khu dân cư Để rồi thầy à, đi khách thực cũng như đi bộ hành Với cái... À, mong muốn cũng như là cái uh, chọn lựa cái ý muốn mà thầy uh, thích minh tuệ uh, của chúng ta đã uh, mong muốn điều đó uh, khi thầy uh, bắt đầu đi học phật pháp uh, đi học tập về uh, cái đạo mà thầy uh, chọn lựa phải không cả nhà ở trong rừng thì nó nhiều cái mối nguy hiểm lắm uh, có những con rắn con rết uh, rồi là Ờ, có nhiều những cái thứ khác trời trời mưa gió thầy sẽ như thế nào đây là một cái điều mà chúng ta đáng lo ngại cho sức khỏe của thầy và để mà thầy sẽ ẩn tu ở những cái nơi mà gần khu dân cư chẳng hạn thì chỉ có bằng một cách đó là chúng ta không có đi tìm thầy một cách ồ à thế là tập trung Đông người phải không cả nhà? thì thầy thấy cái sự à, bình ổn nó thì thầy mới, à, mới 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 đi ra cái khu vực gần dân cư để thầy ở mà thôi đó và một lần nữa cũng à, nhắc lại là rất may à, rất may là anh Thìn à, anh đã rút lại à, lá đơn mà nhờ cơ quan nhà nước đi tìm thầy cũng như là nhờ À, các anh em youtuber à, truyền đạt cái thông tin là nhờ mọi người à, tìm tung tích của thầy để biết được cái sự an toàn của thầy. À, và à, à, bây giờ thì người ta đã còn không đi tìm thầy nữa. Và thực sự thì trong cái đám đông mà à, đi tìm thầy đó à, đâu có phải hoàn toàn là những người tốt phải không cả nhà? Đôi khi lẫn lộn ở trong đó những người mà rất chi là xấu người ta có thể đang có ý đồ à, gọi là à, làm việc xấu với thầy cũng như là có những cái thành phần mà chống phá chẳng hạn họ dựa vào đó để họ à, gây bất ổn xã hội họ xin tạc nhiều cái điều vậy đó phải không cả nhà đấy và cả nhà đang xem à, cái clip à, có thể để lại những cái bình luận những cái uh, uh, chia sẻ uh, là cái sự lo toan của đào cường nó có quá đáng không hay là nó hoàn toàn có thể uh, xảy ra hay là đào cường đang uh, nói quá cái vấn đề lên ừ, chẳng đến nỗi như đào cường đang tưởng tượng Đấy. Uh, thầy hoàn toàn vào rừng một cách để nó bình thường và nó đơn giản uh, thưa cả nhà nếu như mà nó bình thường và nó hoàn toàn bình thường thì cả nhà cũng nói nhưng mà với cá nhân của đào cường thì thấy rằng à, nó à, rất chỉ là khó khăn khi ở trong rừng nãy đến giờ đào cường à, vào đây mới chỉ có à, chưa tới 10 phút đồng hồ thế nhưng à, tay của đào cường này đã mỗi cánh sưng à, cả lên đây này cả nhà này đó mới có 10 phút thôi và à, rất là ngứa chứ không phải là đơn giản đâu cả nhà đó và với đậu cường thì đậu cường suy nghĩ như vậy đó cả nhà. Và cũng hy vọng vào uh, những ngày sắp tới uh, thì uh, với cái sự à uh, ổn định cũng như là cái sự mà người ta không đi truy tìm thầy nữa uh, thì uh, thầy sẽ thấy an tâm mà thầy đi ra gần cái khu dân cư, ra gần cái khu dân cư để mà uh, thầy uh, ở uh, thầy Ấn tu cũng được nhưng mà gần khu gần cư để mà thầy rẽ gọi là đi khất thực cũng như là nó nó an toàn đó cả nhà và chúng ta rẽ mà có thể giúp đỡ được thầy khi mà thầy ở đâu đó mà chúng ta bắt gặp mà thầy đang ở trong cái tình trạng khó khăn chẳng hạn thì chúng ta người dân có thể giúp đỡ được thầy phải không cả nhà đó là như vậy và thực sự thì cái mối nguy hiểm ở trong rừng sâu Uh, nó vẫn nhiều hơn gấp vạn lần hơn ở um, uh, khu vực uh, dân cư đối với thầy thích minh tuệ thư cả nhà Đấy. rồi uh, thầy ở trong đó uh, đâu phải lúc nào thầy cũng gặp được uh, người đi rừng hay là uh, kiểm lâm đâu phải không cả nhà và có lúc thầy sẽ đói Đấy. và đâu phải À, ở trong rừng có nhiều đồ ăn và đôi khi thầy bị nhiễm à, như, độc tố từ cái việc ăn uống ở lá cây ở trong rừng hay là quả ở trong rừng thì sao? đó rồi uống nước uống nước suối rồi uống nước à, nó không sạch sẽ nó sẽ bị sốt rét thì sao? đấy và à, à, có những người họ còn chia sẻ là thầy à, à, bị sốt rét à, cái thông tin đó nó không xác thực và đào cường không có dám khẳng định nhưng mà đó là một cái nguy cơ một cái nguy cơ, cơ rất chi là lớn đó cả nhà đấy và chúng ta à, à, ví dụ như chúng ta mà ở thành phố và chúng ta chưa bao giờ chui vào những cánh rừng à, thì chúng ta thấy rồi đó đây là một cái clip mà đào cường à, chui vào một cánh rừng à, để thấy rằng cây cối um tùm à, và nó đào cường muốn miêu tả lại cái việc là ở trong rừng nó nguy hiểm cỡ nào Đấy, Nó chả có người Và lâu lâu thì mới gặp người thôi Thậm tí ở trong rừng chúng ta có thể lạc không ra được cả nha Bởi vì không phải là lúc nào những cánh rừng nó cũng đều có những cái lối mòn Và có những cái lối mòn thì không phải là người đi Mà thú rừng đi chẳng hạn Và nếu như chúng ta cứ đi theo những cái lối mòn đó Lại lạc, càng lạc, càng xa hơn Và À, khi chúng ta không có năng lượng và chúng ta lạc, chúng ta mệt mỏi nữa thì làm sao mà có thể tồn tại được phải không cả nhà? đấy, bởi vì à, chúng ta cần phải có nước uống này, cần phải có ăn để có năng lượng này và cần phải ngủ nghỉ à, đúng giờ nữa à, và ngủ nghỉ đủ nữa. nhưng mà ở trong rừng nó thiếu thốn đủ thứ như vậy, nên làm sao mà có thể ngủ nghỉ và đảm bảo sức khỏe được phải không cả nhà? nên là một điều mà chúng ta à, lo ngại và À, từ cái suy diễn, từ cái tưởng tượng của Đào Cường Thì à, muốn nhắn gửi đến à, tất cả mọi người à, à, Có ý định đi tìm thầy Rồi nhắn gửi đến à, tất cả mọi người Mà à, khi thầy xuất hiện Có ý định sẽ kéo đến để quay phim Để chụp hình, để đánh lẽ Thì hãy uh, cân nhắc lại cái việc đó để mà không làm cho thầy sợ hãi để thầy hoàn toàn yên tâm để thầy uh, tu tập thầy thực hiện cái uh, uh, bước đường tu của thầy cái bước đường học tập của thầy đó là một điều mà chúng ta cần cân nhắc và đó cũng là một cái lời uh, tưởng tượng nhắn gửi của đào cường mà thôi chứ uh, và những cái gì đôi khi những cái tưởng tượng của chúng ta nó đều có thể xảy ra một cái thực sự phải không cả nhà đấy mọi mặc dù chúng ta chỉ là tưởng tượng thôi nhưng mà có thể những cái tưởng tượng của chúng ta nó xảy ra một cách thực sự thì sao đó ví dụ như là rắn rết côn trùng rồi thầy ăn uống nó không đảm bảo thì bị uống nước suối nhiều nó bị nhiễm và bị sốt rét chẳng hạn rồi À, rắn rết rồi cành cây mục nó rớt xuống đầu rồi ở dưới đất thì gai góc rất chi là nhiều đó cả một cái gì rất chi là khó khăn là một cái gì đó mà chúng ta tưởng tượng ra và chúng ta thấy là thương thầy nhiều hơn và có lẽ rằng à, cộng đồng à, mạng khắp nơi cũng đã và đang nhận thức được à, những cái nỗi khổ của thầy những cái nỗi khổ um, của thầy và sẽ À, không bao giờ mà à, 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 gọi là tập à, trung một cách đông người à, để rồi thầy sợ hãi đến độ thầy phải trốn đi à, nói đúng hơn là thầy né tránh đi phải không cả nhà à, nói né tránh thì nó đúng hơn là thầy trốn thầy đang né tránh né tránh tất cả chúng ta và thật đáng tiếc là chúng ta đã làm cho thầy phải né tránh như vậy phải không cả nhà đấy và cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip Chúc cả nhà một buổi tối thật là bình an và hạnh phúc trong cuộc sống rất mong cả nhà để lại những cái lời bình luận giao lưu và chia sẻ tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái clip sau Xin chào và hẹn gặp lại à, các bạn xem clip đừng quên bấm đăng ký Kênh ủng hộ cả nhà nha